Bây vừa về một cặp loa rất là đẹp nha quý vị, cặp loa cực kỳ đẹp, cặp loa cây đến từ thương hiệu BMW Made in USA. Xin lỗi, Made in England, nhầm nha quý vị. BMW là một thương hiệu nổi tiếng đến từ Anh Quốc chứ không phải đến từ Mỹ. Nó bị liệt, xin lỗi nha, bị liệt nha quý vị. Model này quý vị nhìn là đã có hai loa bass nha quý vị. Một loa treble, loa bass. Bass này với đường kính 16.5. Có lỗ thông hơi nha quý vị. Lỗ thông hơi nó ở đây nè. Đây. Quý vị đã nhận ra cái model của dòng loa này chưa ạ? Và bây giới thiệu luôn. Model của dòng này là DM308 nha quý vị. Đàn em của 309 và đàn anh của 305. Nếu như 305 quý vị nhà thì chỉ có hai loa thôi, chứ nó không có ba loa giống như cái 308 này. Rất là cao nha quý vị. Nó cao 1m03. Cao 1m03. Rộng 22 và sâu 32 nha quý vị, 32,5 gần 33 về chiều sâu. Này quý vị thấy cái con tem phía sau chưa? Hai lỗ thông hơi. Phía trước lỗ thông hơi nằm ngang và lỗ tròn thì nằm phía sau. Cái này là cái trang trí thôi quý vị, cái ô vuông nè. Cái tem này quý vị, DM308 Made in England. Công suất của dòng này là 150W, trở kháng 8 ohm và độ nhạy là 91 dB nha quý vị. Rất là đẹp luôn. Gân của nó cũng là gân cao sâu luôn quý vị. Và mức giá ngày hôm nay mình bán là 10 triệu 300 ngàn nha quý vị. 10 triệu 300 ngàn. Lưới đây nè quý vị. Nó có mỗi loa có hai lưới. Lưới của nó đây, lưới nguyên bản baby ướm một cái lưới vào nha. Hai cái lưới này bên đây. Sao chót gì nó không mắm vô ta. Cái mũi này mũi hình viên đạn như vậy. Găng này găng cao su, găng riêng của nó quý vị nhé. Trên cái màn của loa bass thì quý vị nó có cái đường khấn nha, cái đường nè. Đó, lưới rồi còn đầy đủ hết, lưới nguyên bản của nó nha quý vị. Mức giá là 10 triệu 300 ngàn. Bên đất thì một thương hiệu rất ơi nổi tiếng và cũng rất là được sự yêu chuộng của giới audio rồi. Rồi còn đây là cái USB. Bi quảng cáo sơ cái USB nha quý vị. Cái USB và cái ổ cứng. USB này thì với dung lượng 128GB, mình bán 800 ngàn. Nhạc lossless chất lượng cao nha quý vị. Gần được 2.000 bản nhạc. Còn cái ổ cứng này thì 1.000GB, Bi bán 2 triệu đồng. Đây, ổ cứng này thì nó có đầy đủ các thể loại nhạc. Nó nhiều hơn USB về số lượng, còn về chất lượng là đều nhạc lossless chất lượng cao hết. Quý vị tùy vào cái nhu cầu nghe, tùy vào tài chính của quý vị, quý vị mua cái nào cũng được, cứ miễn ủng hộ Bi là Bi rất là vui rồi. Còn số điện thoại của mình là 0907386304 nha. Bây giờ Bi xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức chất âm của cái dòng loa DM308 đến từ hãng Bauer Winkin này nha quý vị. Bi có một cặp, Bi về được một cặp nha. Cùng nhau ta sẽ đi, sẽ thấy.
Rơi qua cơn mê, sông cạn lại thành dòng xuôi về ngọt quê hương. Từng ngón tay em dài vuông trọn cuộc tình đây, mơ toàn chuyện trên mây. Còn tôi như cánh chim mãi bay đi muôn phương, đem về mầm xanh nhiều trái yêu thương đầy cành hái đem cho mọi hơn vu vơ, chỉ là
sống xa nhau. Thương những đêm trăng ta soi sớm vắng, đưa nhau về anh viết thành bài. Trăng trên